tổng thống trump cáo buộc google thiên vị về công cụ tìm kiếm tổng thống donald trump hôm thứ ba cáo buộc google và các hãng công nghệ khác của hoa kỳ sử dụng thuật toán thiên vị trong kết quả tìm kiếm ông nói hầu hết các tìm kiếm sẽ đưa đến kết quả là những tin tức tiêu cực về tôi tổng thống trump không đưa ra bằng chứng sự thiên vị nhưng một cố vấn tòa bạch ốc nói rằng hãy xem xét liệu google có nên bị truy tố trước lực liên bang hay không google đã bác bỏ cáo buộc của ông trump và nhấn mạnh chúng tôi không bao giờ dùng xếp hạng kết quả tìm kiếm để thao túng chính trị. Các tweet của Tổng thống Trump đã lặp lại vấn đề quan thuộc. Ông thường chỉ trích các phương tiện truyền thông. Bình luận hôm thứ Ba là những lời phàn nàn gần đây nhất về cáo buộc các công ty công nghệ đàn áp tiếng nói bảo thủ và tin tức tích, tích cực về ông. Ông theo dõi và đưa ra những đe dọa mơ hồ trong các bình luận của văn phòng bầu dục. Ông Trump nói thêm, tôi nghĩ Google đã lợi dụng rất nhiều người. Điều đó thật nghiêm trọng. Tôi nghĩ Twitter, Facebook và những hãng khác nên cẩn thận hơn. Các bạn không thể lợi dụng người dùng. Chúng tôi đang giữ hàng ngàn đơn khiếu nại, vì vậy các bạn sẽ gặp phải khó khăn. Hãy cẩn thận. Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của tổng thống nói với các phóng viên tòa Bạch ốc đang xem xét liệu các thuật toán tìm kiếm của Google có tuân thủ quy định của chính phủ hay không. Đó là một điều đáng chú ý vì ông Trump thường tự hào về việc cắt giảm các quy định của chính phủ để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong một tweet, ông Trump viết mà không trưng dẫn bằng chứng. Kết quả tìm kiếm của Google đối với cụm từ Trump News chỉ hiển thị những fake news. Nói cách khác là họ gian lận và thiên vị với tôi và đảng bảo thủ. Toàn những tin tiêu cực, CNN là nổi bật nhất, những tin tức trung thực đã biến mất, thật là bất hợp pháp. 96% kết quả tìm kiếm từ khóa Trump News lại đưa ra từ những nguồn tin truyền thông cánh tả, thật nguy hiểm. Trong một tìm kiếm vào sáng thứ ba và giờ sau tweet của ông Trump dẫn đến các nguồn tin từ CNN, ABC News, Fox News và Market Watch. Trong các kết quả tìm kiếm hàng đầu, Fox News là mạng truyền thông ưa thích của tổng thống. Google có trụ sở tại Mountain View, California cho biết mục đích của công ty là bảo đảm người dùng có được công cụ tìm kiếm nhanh chóng và tiếp cận được thông tin phù hợp nhất trong một tuyên bố công ty cho biết tìm kiếm không được thiết lập để thao túng chính trị chúng tôi không thiên vị kết quả tìm kiếm dưới bất kỳ hình thức nào hàng năm chúng tôi thực hiện hàng trăm cải tiện về các thuật toán để bảo đảm hiển thị nội dung đạt chất lượng cao theo các truy vấn của người dùng chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện google tìm kiếm và chúng tôi không bao giờ xếp hạng kết quả tìm kiếm để thao túng chính trị. Các chuyên gia cho rằng nhận xét của ông Trump cho thấy sự hiểu biết hạn hẹp của ông về cách thức hoạt động của công cụ tìm kiếm. Các kết quả tìm kiếm của Google nhằm hiển thị các trang thông tin liên quan phù hợp nhất với truy vấn của người dùng. Có nhiều yếu tố giúp quyết định kết quả tìm kiếm, bao gồm thời gian người dùng truy cập trên một trang, số trang có tin tức liên quan, các thiết kế và nhiều yếu tố khác. Ông Trump và một số người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc các công ty Silicon Valley thiên vị cánh tả chống lại họ, trong khi một số giám đốc điều hành các công ty khẳng định các sản phẩm của họ không hề thiên vị chính trị. Ông Stephen Andrews, giáo viên về hệ thống quản trị tại Đại học San Diego chia sẻ, mọi người thường nghĩ rằng nếu họ cung cấp cho một máy tính về những dữ liệu đầu vào giống nhau, họ sẽ nhận được kết quả tương tự, nhưng hệ thống không làm việc theo cách đó. Bạn nhận được dữ liệu khác nhau vào mọi thời điểm và thuật toán sẽ thay đổi các kết quả xuất ra. Tổng thống Trump đã bắt đầu phàn nàn về vấn đề này từ đầu tháng khi các công ty truyền thông xã hội như Facebook đã xóa các linh trang Infowars. Infowars là trang chuyên đưa tin ca ngợi phe cánh hữu. Alex Jones là chủ bút của Infowars, người đang bị kiện vì tung tin không xác thực về thảm sát súng năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook. Ông Trump thường xuyên nhấn mạnh thật sai lầm khi các phương tiện truyền thông ngăn chặn những trang viết tích cực về ông và chính quyền ông như Infowars. Ông James Mattis gợi ý nối lại các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể tiếp tục các cuộc tập trận quân sự với Nam Hàn giữa bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bắc Hàn đang lâm vào bế tắc. Hôm thứ Ba, ông Mattis nói với các phóng viên tại Bộ Quốc phòng Ông cho biết Hoa Kỳ đã tạm ngưng một số cuộc tập trận chung với Nam Hàn nhằm thể hiện thiện chí với Bắc Hàn tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn được tổ chức tại Singapore. Một trong các cuộc tập trận bị tạm hoãn là cuộc diễn tập với Nam Hàn hồi tháng 8. Tuy nhiên, ông Mattis nói Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch tạm ngưng bất kỳ cuộc tập trận nào nữa. Ông cho biết vẫn chưa có quyết định khôi phục lại các cuộc tập trận. Các bước tiếp theo sẽ được thảo luận với Bộ Ngoại giao. Nhiều người hoài nghi về cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ chuyến thăm nước này của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông nói rằng đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Hàn đã đình trệ kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Singapore được tổ chức hồi tháng 6. Cảnh sát Texas phạm tội giết người vì bắn chết một thiếu niên da đen. Một viên chức cảnh sát da trắng đã bị kết tội giết người hôm thứ Ba vì bắn chết một cậu bé da đen 15 tuổi không mang vũ trang khi bị bắn. Phán quyết đánh dấu một bản án hiếm hoi trong cáo buộc giết người đối với cảnh sát. Bồi thẩm đoàn quận Dallas không bị tác động. Mặc dù Roy Oliver nói rằng ông đã lo sợ cho an nguy của người cộng sự khi ông quyết định bắn vào chiếc xe đang lái đến một buổi tiệc tại Bad Spring hồi tháng 4 năm 2017. Việc này đã dẫn đến cái chết của Jordan Edwards trong khi đang ngồi trên băng ghế hành khách phía trước. Theo luật sư gia đình Edwards, ông Oliver và các cộng sự của ông đã nhận được một báo cáo về việc tụ tập và uống rượu của trẻ em dưới tuổi vị thành niên trong một bữa tiệc tại nhà. Cảnh sát ban đầu cho biết chiếc xe đã lái ngược vào hướng các sĩ quan cảnh sát, nhưng sau đó nói rằng video bodycam cho thấy chiếc xe đã chạy về phía trước khi cảnh sát tiếp cận. Oliver bị sa thải vài ngày sau sự kiện này. Trước tòa, ông Oliver nói rằng ông đã nổ súng sau khi thấy chiếc xe chạy nhanh về phía cộng sự của ông. Những người cộng sự nói rằng ông không sợ nguy hiểm cho tính mạng của mình. Rất hiếm khi các sĩ quan cảnh sát bị đem ra xét xử và kết tội giết người sau những vụ nổ súng khi họ đang thực hiện nhiệm vụ. Chỉ có một số ít sáu nhân viên cảnh sát đã bị kết tội trong những trường hợp như vậy. Ông Phil Stinson, nhà tội phạm học và giáo sư của Đại học Bowling Green State, nói với Associated Press hôm thứ Ba rằng cáo buộc cảnh sát giết người là một sự thật khó có thể tin được. Các chuyên gia cũng nói rằng việc chống lại một sĩ quan cảnh sát thường là một sự thách thức bởi vì bồi thẩm đoàn có khuynh hướng tin tưởng lời khai của cảnh sát hơn. Sau khi kết thúc phần tranh luận, luật sư bào chữa đã nói với bồi thẩm đoàn họ cần phải đánh giá tình huống từ quan điểm của Oliver và từ những cựu sĩ quan đang làm nhiệm vụ vào thời điểm đó. Kính thưa quý vị, Mong quý vị đón nghe đài phát thanh Hoa Thành Đốn, việc Washington DC Radio phát thanh từ Washington DC qua app trên smartphone và tin tức live trên YouTube VATV Online. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thành Đốn xin tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo và thông báo.